Sơn Nhật xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục phục vụ cả nhà cái chiếc máy lọc khí Daikin kim đồng hồ vuông. Con này em để mã số 15 nhé, một con máy vỏ nguyên bản còn rất là đẹp con này. Cái dòng máy này thì siêu lành bền rồi, ngon bột rẻ, lành bền, đẹp, chả có gì hỏng cả. Một con máy không có gì để hỏng, quá bền luôn, chắc chắn. Cửa này nó bằng cơ các bác nhé, không có motor biết gì cả. Đầu biến áp điện 220V rồi, tất cả các chức năng đều chạy ok hết. Để em bấm từ nút này, tăng giảm ánh sáng này, giữ 2 giây thì là khóa trẻ em các bác nhé. Đèn giờ tắt này, lọc khí nhanh trong vòng 1 giờ. Đèn giờ bật, eco, ion, lọc nhanh, chế độ bù ẩm, chế độ lọc khí, tất cả các nút test hoặc ok còn lành hết. Công nghệ timer, báo cảm biến bụi, cảm biến mùi, báo phần trăm độ số 15. Bên trong nội thất con này sạch đẹp luôn các bác nhé. Hai cột tĩnh điện hai bên này. Màng HEPA thanh mới. Màng thô đẹp. Thanh timer khử khuẩn ok, ngon lành hết. Một con máy rất là chất. Bên này là bình nước buồng con này. Mới luôn. Này, màng tạo ẩm rất đẹp nhé. Đấy. Sản xuất 2014. 14 này là đời tương đương với cả của bọn mặt nguyệt rồi đấy ạ. TCK70P 9245 75W dùng cho phòng khoảng 50m2 đổ lại. 50-55m2. Chiếc này em bán vẫn như thường lệ là 2.3 bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển các bạn nhé. Chào các bạn.